Nước ta ở vùng nhiệt đới nóng ẩm, các loại côn trùng sinh sôi nảy nở nhiều, nhất là trong mùa hè. Nếu chẳng may bị các loại côn trùng đó cắn đốt, phải có cách xử trí kịp thời. Nếu không, sẽ dễ tổn thương đến sức khỏe, nhiều khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Ngay trong dân gian, cũng có những phương pháp trị liệu có thể xử trí ban đầu khi bị côn trùng cắn bằng những dược liệu tự kiếm tại chỗ khi chưa kịp chuyển nạn nhân tới các cơ sở y tế. Việt Nam là nước nhiệt đới, hoa nở bốn mùa, nhất là vào mùa hè. Đàn ong hoạt động tích cực nên nguy cơ người bị ong đốt tăng lên, đặc biệt ở vùng rừng núi. Vì vậy, phải rất cảnh giác đề phòng ong đốt. Khi bị ong đốt, tùy theo loại ong mà người bệnh sẽ bị đau, sưng nề hoặc có thể bị nhiễm nọc độc của ong. Và tùy theo loài ong mà nọc độc ít hay nhiều. Chẳng hạn, ong mật gần như không độc, nhưng có loài như ong vỏ vẽ, ong đất, nọc độc có thể gây chết người chỉ với độ 10 vết đốt. Trong nọc độc của ong, có loài có các chất melitin, có thể gây tan máu, apmin gây ngộ độc thần kinh, histamin gây giãn mạch, tăng thoát dịch, sưng, phù nề, dopamin gây ngộ độc thần kinh. Vì vậy, khi bị ong đốt, cần nhanh chóng đưa người bệnh ra khỏi khu vực có ong. Nếu là ong độc đốt, thì cần nhanh chóng đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh chậm trễ sẽ nguy hiểm tính mạng. Nếu là ong mật đốt hoặc vết đốt ít, dùng nhíp nhổ tóc hoặc cạnh sắc của miếng bìa, thẻ điện thoại để lấy ngòi ong ra. Trong khi chờ đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để khám, có thể dùng một số cách dân gian để sơ cứu kịp thời. Trong dân gian, phổ biến nhất là dùng vôi tôi để bôi vào vết ong đốt hoặc sơ cứu qua bằng nước muối. Thường ra là nó có nhiều loại ong. Ong nếu mà ong mà đốt nguy hiểm nhất là cái ong bồ đất mà nó nằm dưới đất thì cái ong đó là đốt có khi chết người. Đấy mà nó đốt những cái con trâu có khi còn chết. Thế và ong nữa là ong bổ vẽ. Ong bổ vẽ thì nó làm những cái tổ rất là to và hình thù của nó trông rất là kỳ quái, thì ong đó đốt cũng rất nguy hiểm. Nếu mà bị ong đốt mà nhiều là phải đi cấp cứu, người ta giải độc chứ không phải đơn giản đốt một vài con thì ta còn cách ta chữa được. Thì ong đốt thì ta thường ra là người ta phải xử lý bình tĩnh, một là lấy vôi bôi vào hoặc là nước vôi người ta bôi xoa đều và xoa rộng nó ra. Hai nữa là ta dùng những cái kem đánh răng người ta bôi, còn bên trong nếu mà nó còn sưng tấy mà nó cảm khó chịu nhức bên trong thì ta phải dùng cái bài thuốc giải độc. Ví dụ như ta cho uống xài đất, ta cho uống một số cái vị tiêu độc như bồ công anh, một số cái kim ngân, hoa kim ngân ta cho sắc cho uống, hoặc cam thảo ta cho thêm vào nữa là ta sắc một bài thuốc đó ta cho uống thì nó giải độc bên trong ra thì nó sẽ hết. Ngoài cách khá phổ biến trên, có thể dùng một trong những cách dân gian sau để giảm vết sưng đau, hỗ trợ điều trị. Dùng 30g lá hẹ hoặc 30g hạ khô thảo tươi hoặc lá bán hạ tươi, hoặc 50-100g lá bầu ta, hoặc từ 30-50g lá đậu ván trắng, hay là lá bạc hà tươi, giã nát, đắp vào chỗ bị ong đốt, giúp giảm đau, giảm sưng nề. Tìm một đóa hoa tươi, bất kể là hoa gì, lấy sát vào chỗ bị đốt cũng giúp giảm sưng ngay. Lấy 15g lá phù dung tươi,
thêm vào một ít muối ăn, đem giã nát, rồi đắp vào vết đốt. Vắt lấy một ít sữa mẹ, người mẹ đang nuôi con bú, bôi vào vết đốt cũng giúp giảm đau, giảm sưng nề. Hay dùng lá cúc vò nát, sát vào vết đốt mỗi ngày từ 5 đến 7 lần. Và một cách nữa là lấy một củ khoai sọ sống, cắt miếng, sát vào vết đốt cũng giúp giảm đau. Nhiều gia đình có vườn nhà, thường xuyên phải làm việc ngoài vườn, rất dễ bị côn trùng cắn đốt. Chỗ cắn điển hình của côn trùng thường là các nốt sẩn ngứa. Phản ứng ngoài da thường gặp nhất là tình trạng ngứa ngáy dữ dội nơi bị cắn, nổi hồng ban, sừng phù, chóc vẩy. Một số trường hợp, da có thể có phản ứng nổi mụn nước, bóng nước, gây khó chịu cho người mắc phải. Thường với tình trạng trên gặp phải liên tục nên mỗi gia đình lại có những mẹo dân gian để làm dịu các vết thương do côn trùng cắn đốt. Tôi làm vườn này thì mùa hè này là hay bị côn trùng nó va quệt vào tay, hoặc là những các cái con nó có cái phấn ấy, côn trùng ấy nó vào tay thì nó đau và nó ngứa. Nếu như mà phải con ong nó đốt thì tôi bôi vôi, còn những cái con côn trùng khác thì là tôi lấy dầu lông lão tôi bôi vào đây này, chỗ nó sưng lên. Tùy vào từng loại côn trùng mà có thể có nhiều cách khác nhau để trị nhanh các vết thương do côn trùng gây ra. Có thể dùng ngay những loại dược liệu, cây cỏ có sẵn trong vườn nhà hoặc trong căn bếp của mỗi gia đình. Thưa các bạn xem truyền hình ấy, thì về cái mùa hè ấy, thường ra là cái nguy cơ về cái ong đốt này, muỗi này, dĩn này, hoặc là một số côn trùng khác, như là giá dụ mùa nóng này ta nằm ở dưới đất chẳng hạn, những cái nhà ở mướt thì nó có những cái con dời nó neo lên thì nó làm cho hỏng da. Thì thực ra mà nói là theo cái kinh nghiệm của dân gian thì người ta chữa một số cái như là sâu gióm này, bộ lẹt này, thế và ong đốt này, và một số cái con côn trùng khác thì người ta có cái cách chữa riêng của từng loại một. Một số cách dân gian trị côn trùng cắn đốt với rết cắn. Lấy tỏi, giã nát, đắp vào nơi rết cắn, rất nhanh khỏi đau nhức. Hoặc lấy rau sam rửa sạch, giã nhỏ, đắp vào vết thương. Có thể lấy hạt vừng, mè, giã nhỏ đắp vào. Lấy củ cỏ gấu, giã nhỏ đắp vào. Hay lấy lá bạc hà, một nắm, giã nhỏ, đắp vào cũng rất tốt. Cách khác, có thể dùng mướp đắng giã nát, tẩm giấm, đem đắp vào. Và cũng có thể ngậm nuốt nước từ từ, rồi lấy bã, đắp vào vết cắn. Với bọ nẹt và sâu gióm, cần lấy ngay tóc rối sát vào nơi sâu gióm chạm phải, hoặc lấy một nắm xôi hay cơm lăn đi lăn lại nhiều lần nơi da chạm vào, nhằm làm lông của chúng dính hết vào cơm mà hết đau. Sau đó lấy rau má, rau khoai lang, khoai sọ, mỗi thứ một nắm giã nhỏ mà sát vào chỗ ngứa. Với ve cắn, không tự ý rứt nó ra, vì như vậy răng ve sẽ gãy, còn lại gây đau buốt, thậm chí còn kéo theo rách xước cả da thịt. Vì vậy cần dùng một trong các cách sau nhằm để con ve tự nhả ra.
Đó là lấy nước điếu, đặc, chấm vào miệng ve. Nó sẽ nhả ra, rơi xuống. Cũng có thể lấy que thép nung nóng, dí vào con ve. Nó cũng nhả ra ngay và rơi xuống. Sau đó lấy vôi tôi sát vào nơi ve cắn. Thời tiết mùa hè rất phù hợp để các loại côn trùng sinh sôi nảy nở. Đây cũng là mùa có nhiều hoạt động bên ngoài, nên nguy cơ bị côn trùng cắn đốt là rất lớn. Mỗi gia đình cần tự chủ động bảo vệ các thành viên trong gia đình, nhất là các em nhỏ, để tránh nguy cơ bị côn trùng cắn đốt. Về cái mùa hè này thì thường ra là trẻ con nó hay hiếu động, tức là một là nó tắm, hai là nó đi bắt cây hoặc là nó đi trốn tìm vân vân, và nó trèo lên nó bắt tổ chim. Thì thường ra là trên các cái tổ ong hoặc trên các cái cột điện là rất nhiều ong, cái loại một ong muỗi, hai ong bổ vẽ hoặc là ba là ong bổ lỗ, tức là nó làm nếu mà ta không cẩn thận mà trèo lên cao mà khi ong tấn công là ta ngã xuống, là một là ta tử vong, hai nữa là khuyến cáo các bà mẹ hoặc các phụ huynh là không cho trẻ chui vào những cái bụi cây mà ít người qua lại. Thường ở trong đó là có nhiều những cái tổ ong là rất lớn, hoặc là nó làm ở chỗ tĩnh, thì nếu ở chỗ mà quang quang như này thì nó không dám làm. Nó làm ở chỗ mà ít người qua lại thì nếu ta chui vào đấy hoặc ta vào đấy là sẽ bị ong đốt, hoặc là rắn chết nó cắn, hoặc là muỗi nó sẽ tấn công. Để tránh nguy cơ bị côn trùng cắn đốt, có thể sử dụng một số biện pháp đơn giản sau đây. Tránh dùng nước hoa và quần áo sáng màu để giảm nguy cơ bị ong đốt. Phá hủy những tổ ong, bọng ong rời xa khu vực sinh sống. Bao che thân thể với quần áo, nón, tất và găng tay khi đi vào khu vực có nguy cơ cao bị côn trùng đốt cắn. Duy trì vệ sinh cá nhân và hộ gia đình. Khi bị côn trùng cắn đốt, thường gây ra phản ứng khó chịu, ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí có thể nguy hại tính mạng. Để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi nguy cơ bị côn trùng cắn đốt, có thể đơn giản nhất là hiểu biết thêm những tri thức, kinh nghiệm dân gian quý giá của cha ông ta truyền lại.